mình đứng xích ra, mình đứng gần mình không biết nhục hay gì vậy. Thằng này tụi nó đứng sát sát chứ, không dám đứng gần thiệt, đứng sát vô coi. Công nhận nó hợp ghê ta. Hả? Không biết là cái gu tụi em sao nha, nhưng gu của chị á, khi mà chị coi những cái bộ phim Hàn Quốc mà thấy các bạn diễn viên nam mà cao thì cao, các bạn diễn viên nữ mà thấp người lại rồi cái ngã ôm trọn vô trong cái lồng ngực đó là chị thích lắm. Yeah. Thật ra chiều cao. Và bây giờ chúng tôi xin mời nhà trai. Thôi đi em trai. Tôi ngồi tôi nhìn lúc bên cao luôn vậy đó. Cao dữ lắm hả? Mời nhà gái giới thiệu về mình. Lần đầu tiên em xin chào chị Ngọc Lan, chú Quyền Linh, bạn nam và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Bích Nga, hiện tại em 27 tuổi. Em đang làm và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là trợ lý sale ạ. Một công việc đòi hỏi rất là nhiều thời gian cũng như là đòi hỏi bạn phải có một cái sự năng động rất là nhiều. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Bùi Thế Tường. Thì năm nay tôi 30 tuổi. Công việc hiện tại của tôi là kinh doanh tự do, mua bán xe và làm nhà đất. Thì ngày xưa tôi cũng có làm bên hàng không nhưng mà hiện tại đang dịch quá thì tôi đang tạm nghỉ. Hàng không hả? Dạ. Máy bay nào chở em nổi? Máy bay người ta trần có 2 mét, mét mấy à? Em mét mấy? Dạ, mét 92. Trời ơi! 92. Xin lỗi em, chị sẽ qua nghía hàng trước. Đứng thôi muốn bằng rồi nè. Chào em. Dạ, chào chị. Thiệt ra chị nói cho em nghe là chị đã từ lâu lắm rồi, chị ước mơ có một người bạn trai mà cao 1m85. Mà chị chưa gặp được ai hết. Hôm nay chị gặp em nhưng mà em tới 92 lần chị. Em tới 92 lần đó, hơi vượt chuẩn của chị rồi. Thôi, được rồi, để tôi làm mai cho chị rồi. Em ước mơ 1m85 đúng dạ. Không? Có một bạn 1m58, đẹp trai, cũng ngon lành. Để dành xài đi. Kỳ cục quá à. Trời ơi. Tại vì á, thầy nói rồi, con là phải đúng 185cm thì nó mới được. Đó. Rồi, để lên mua xíu, đôi dài xíu cho hai được nha. Cho mấy phân lên có gì đâu. Mời nhà gái cho nhà trai biết cái ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là em năng động, nhiệt tình. Hát hay nữa anh. Trời ơi. Hát hay nữa hả? Dễ thương nữa ha. Dạ. Hát ngang cái coi. Hát ngang bài coi hả? Đúng hay rồi. Hay không nè. Vậy em xin gửi tặng bài Rùa Con ạ. Rùa Con. Dạ. Bắt đầu. Nắng ban mai lung linh, rùa con nắng nắng ấm áp, khẽ vươn vai nhìn em rùa cô. Ngồi nhìn nó say mê, làm em nhớ anh khi làm quen, đến bên em chân tay cứ run. Thế nên em nuôi rùa cũng giống như nuôi anh này, kia khiến anh ngày xanh nắng. Rùa con không chịu ăn giống như anh giận, không cùng ngồi tám đêm khuya cùng em với chiếc phone. Là rùa con của anh, là rùa con của em, là tình yêu đôi lúc tuy hơi ngu ngơ nhưng đáng yêu. Ngày mai em sẽ thêm ta. Yêu cuộc sống của anh và rùa. Bài này ai sáng tác? Dạ hay mà. Hả? Hay mà. Hay thì rất là hay, rất là dễ thương nhưng mà nó lạ. Dạ. Hát kiểu mới hả? Không, có bài thì có ca sĩ hát luôn á. Thôi được, nghe cũng vui, nói chung là vui. Bây giờ đáp lại coi, bên kia rùa con đúng không? Dạ. Hát rùa mẹ cho anh. Dạ. Hát rùa mẹ cho anh. Nào. 2, 3. Rùa mẹ sạch đi 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 đi, rùa mẹ sạch đi 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 đi, rùa cha sạch đi 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 đi. Cho tôi quýnh ông quá. Thấy à, nhà trai tôi cũng biết đối đáp đó chứ bộ. À, thấy chưa? Rất là dễ thương. Tuổi trẻ mới có những cái này nè. Bây giờ nhà gái điểm yếu có gì không? Về điểm yếu thì con có hay dễ tin người. Ừ. Rồi hay ôm đồm nhiều việc á. Ôm đồm? Dạ. Gì nữa? Nấu ăn không ngon nữa. Nấu ăn không ngon? Dạ. Gì nữa? Hơi nhát xíu. Cũng đâu nhát lắm đâu. Dạ, đây là mang hết tự tin lên đây luôn rồi đó. Không, vậy tôi tự tin vậy tốt đó. Dạ. Vậy là ok lắm á. Dạ, không có nhát đâu. Rồi, nhà trai ưu điểm khuyết điểm gì nói cho bà mối bà nghe coi. Dạ, ưu điểm của mình là thích chơi thể thao, chịu khó làm việc, năng động. Còn khuyết điểm thì lâu lâu cũng có hay hút thuốc nhưng mà cũng đang bỏ dần rồi. Bỏ đi ha, thuốc không tốt đâu. Nhà em chắc phải làm lại cửa, đóng lại giường hết ha. Dạ đúng rồi, mất mấy cái cửa. Nhà ngủ giường mấy.
Nói chung là giờ ông nằm đại dưới đất lăn thôi chứ gì giường. Không có cái nệm nào vừa hết. Trai mà dễ mà nằm đâu cũng ngủ được chứ. Giờ mà đi vô mấy nhà khác coi chừng cái cửa nha. Rồi cao xong 92 giữa trời. Này giờ chắc có thi net top mô đồ gì không? Dạ xưa có thi nhưng mà thấy không phù hợp nên nghỉ. Thôi vậy được rồi, nói chung là em là cao vậy là quá khổ rồi đó. Bên dạ. Mà nhà gái cao mét mấy vậy? Dạ dễ thương mà. Con cao 1m55 ạ. Nhiêu? 1m55. Nhưng mà nhìn rất là cao nha. 1m55 á hả? Ừ. Một chút tôi tưởng tượng 1m55 đứng như 1m92 chưa mang dài nha. Mang dài lên nữa là mệt lắm á. Một chút nữa hứa với chị Ngọc Lan là sẽ ôm bạn gái vô trong lòng để coi tới đâu. Nha. Dạ. Nhưng mà cao quá thật ra là nó cũng nhiều khi gặp các cô gái cũng khó làm quen lắm nha. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ ba. Cũng ba khá ghê ha. Mối mấy năm? Mối đầu mấy năm? Mối đầu 3 năm. Mối thứ hai? 2 năm. Mối thứ ba? 2 tháng. Sao nó nhỏ dần theo thời gian vậy? Mối thứ ba nó xuống dữ vậy trời? Xuống cấp dữ vậy em? Dạ. Lý do sao mà ba mối tình nó chia tay? Thì mấy mối tình đầu thì lúc mà còn đi học á, quen thời học sinh thì đâu có bền. Còn mối thứ hai đâu phải học sinh đâu? Dạ, mối hai là sinh viên. Sinh viên cũng chia tay luôn, tại chia sao? Chia tay luôn. Tại vì đó, lúc đó thì công việc hai đứa cũng chưa ổn định như giờ này kia thì hai bên cũng lo đi làm kiếm tiền rồi không có quan tâm với nhau. Giờ ổn định chưa? Dạ giờ ổn rồi. À, ổn rồi mới giờ lo kiếm. Cho vợ con được chưa? Dạ được. Nè bây giờ lắng nghe cái đường tình duyên của nhà gái này nha. Ừ. Mình nói đi. Em thì em trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ hai của em thì cũng được một năm, do cả hai không hòa hợp, do thời gian của hai đứa cũng ít tiếp xúc á chị. Cho nên là dần dần nó bị cái tình cảm nó nhạt dần. Xong rồi hai đứa cũng quyết định chia tay luôn ạ. Ừ. Bây giờ là mình đã sẵn sàng cho đúng một cái mối quan hệ mới chưa? Dạ đúng rồi chị. Rồi, em nói luôn về cái tiêu chí chọn một cái người bạn trai của em là gì đi. Bạn trai của em thì em sẽ tiêu chí là cao. Em thích cao. Thừa. Dương xăng. Khỏi cần tiêu chí đó. Ngoại hình ưa nhìn chị. Tính cách thì em thích một bạn chững chạc ạ. Điềm tĩnh với lại biết suy nghĩ ạ. Rồi em không thích điều gì ở bạn trai? Em không thích con trai tính gia trưởng. Vậy thôi. Với lại không thích bừa bộn á chị. Nhà gái đưa ra tiêu chí đó, nhà trai thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm, nói cho nhà gái biết luôn. Dạ thì em thấy em đáp ứng đủ hết á. Đủ hết luôn hả? Dạ, đúng. Có bừa bộn không? Dạ, nhìn lịch sự không? Không lịch sự, ăn mặc lịch sự khác, nhưng mà ở nhà đó, phòng ốc bừa bộn không? Dạ không. Đi đâu có vứt đó không? Dạ không. Rồi có gia trưởng không? Dạ không, người Sài Gòn mình đâu có ai gia trưởng nữa. Rồi bây giờ tiêu chí của mình nè. Tiêu chí của em về người bạn gái thì cũng có ngoại hình chút xíu. Rồi biết dễ thương, cũng dễ thương. Dễ thương. Yeah. Biết quan tâm lo lắng cho bạn trai, hòa đồng vui tính. Bên nhà gái là tôi coi tôi thấy có duyên lắm á. Ừ, bên đây tôi thấy nhà trai tôi cũng chịu. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em có thích giống ai không em trai? Nói chung thì bạn gái thì cũng hơi thấp nhưng mà mẫu hình lý tưởng thì mấy ca sĩ em thích Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà. Ngọc Hà cao quá. Thì cao cao vậy đứng vừa với em. Thật ra bên đây thì không có cao như chị Hồ Ngọc Hà, nhưng mà về phần xinh đẹp thì không thua đâu nha. Xinh đẹp á. Bây giờ mình đi với ai đi? Bây giờ mình hỏi thăm người nhà đi. Người nhà em bữa nay bận cho nên là không tham gia được ạ. Rồi không sao, có chị Ngọc Lan. Rồi còn bên nhà trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi một mình luôn. Tại rồi, vì nhà sao. Cũng sợ bị cô tôi lo. Có ông mai bà mối ở đây để làm cái gì? Bây giờ thôi kéo rào cho hai bên gặp mặt đi rồi bàn bạc rồi tính sao nha. Mở rào. Vô hàng. Hello em. Chào anh. Thì hôm nay anh đến đây cũng muốn làm quen với một người bạn gái, nhưng mà thấy em cũng dễ thương thì anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Mình đứng xích ra, mình đừng đứng gần, mình không biết nhục hay gì vậy. Thằng này tôi nó đứng xách xách chứ. Không dám đứng gần thiệt, đứng xách vô coi. Công nhận nó hợp ghê ta. Hả? Không biết là cái gu tụi em sao nha, nhưng gu của chị á, khi mà chị coi những cái bộ phim Hàn Quốc mà thấy các bạn diễn viên nam mà cao thì cao, các bạn diễn viên nữ mà thấp người lại rồi cái ngã ôm trọn vô trong cái lòng ngực đó là chị thích lắm. Yeah. Thật ra chiều cao thấp không có quan trọng ở đây, mà quan trọng là chúng ta phải xét về tư tưởng có gặp nhau hay không nha, có duyên phận với nhau hay không. Đấy, cảm nhận thế nào các bạn? Anh cảm nhận em thế nào ạ? Anh thấy em cũng rất là dễ thương, cũng có công việc ổn định, chịu khó làm,
mà chiều cao hơi thấp chút xíu. Anh muốn chiều cao của bạn gái là bao nhiêu? Anh nghĩ phải trên 1m6. Vậy 1m55 thì được không ạ? 55 thì chắc em phải suy nghĩ lại rồi. Trả lời cái bé không muốn hỏi cái gì nữa luôn. Thôi nghỉ chơi luôn đi. Nghỉ chơi luôn thiệt á. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào, các bạn trò chuyện với nhau? Trong tình yêu thì anh có hay ghen không ạ? Nói chung trong tình yêu thì nói chung đã quen nhau phải tin tưởng lẫn nhau. Anh cũng không hay ghen, nhưng mà có cái gì đó đừng có quá đáng được rồi. Còn em thì sao, em có hay ghen tu không? Tại vì công việc của anh cũng là kinh doanh tự do, anh hay đi đây đi đó nhiều. Anh không biết bạn gái mình có hay ghen cái chuyện đó hay không. Em thì em không phải là tuyết người hay ghen, nhưng mà nếu mà bạn trai hay có những cái lý do gì đó không chính đáng á thì em sẽ hỏi tới luôn. Anh thì một tuần anh hẹn hò như thế nào ạ? Thì những lúc nào rảnh thôi, những lúc nào hai đứa rảnh thôi, không cần phải bó buộc thời gian. Lúc nào hai đứa cảm thấy rảnh gặp nhau được thì gặp thôi. Công việc của anh có nhiều thời gian rảnh không? Thường là cuối tuần hay là như thế nào? Hiện tại thì công việc của anh thì cũng thỉnh thoảng thì anh bận lắm, thỉnh thoảng cũng dư rất nhiều thời gian. Nếu mà sắp xếp đi du lịch vẫn sắp xếp đi được, chứ không phải bị gò bó quá. Còn em thì công việc của em thì làm cái nghề đó thì chắc cũng cuối tuần mới rảnh, được cuối tuần mới rảnh thôi. Đúng rồi ạ, thì công việc em là giờ hành chính á, thì buổi tối hoặc là cuối tuần thì em cũng rảnh. Quan điểm khoảng bao lâu thì chúng ta có thể kết hôn với nhau? Theo anh thì quan điểm về hôn nhân nói chung mình quen nhau không phải là quen nhau ba bốn năm hay là 5 năm thì mới gọi là cưới. Có những người anh thấy nếu mà quen nhau ví dụ tầm 3-4 tháng 5 tháng nếu mà cảm thấy hợp thì vẫn cưới nhau bình thường. Có những người ta quen rất là lâu năm nhưng mà tới khi đám cưới người ta vẫn không có cưới được, có những cái gì đó người ta không có đến với nhau được. Vậy khi nào thì anh cưới? Thì duyên tới thì anh cưới thôi. Chứ anh không có xác định trước bao lâu anh cưới đó. Cái duyên tới là anh cưới thôi. Còn em thì có muốn gấp rút gì không? Tại vì con gái thường 27-28 rồi đó thì cũng hơi. Thật ra thì cũng có, nhưng mà đúng người thì em sẽ cưới. Đúng người thì em sẽ cưới. Mà quan niệm quan mà có phải quen nhau bao lâu, thời gian bao lâu không? Hay không ạ, không xác định là thời gian bao lâu. Chỉ cần hai đứa cảm thấy hòa hợp với lại cùng chung chí hướng thì sắp xếp công việc với lại hai bên gia đình. Thì anh thấy quan niệm của em cũng giống với bên anh. Thì ấy em cũng rất là dễ thương, có công việc ổn định. Nhưng mà cái chiều cao tội anh nó cũng hơi thấp chút xíu á. Đi guốc không được. Đi guốc được, ok. Ok là sao ta? Là được đúng không? Bây giờ được thì được, không được thì thôi. Chứ không có phải là bên đây kêu là đi guốc không được. Không đi guốc cho chị. Không đi guốc cho chị. Đúng rồi, đâu phải lúc nào cũng phải đi guốc đâu. Đúng rồi, không đi guốc. Bạn trai hãy nói chút hết cái tình cảm của mình nãy giờ sau cuộc nói chuyện với bạn gái. Mình đang suy nghĩ gì và mong muốn điều gì đi. Không biết là bạn có cái tâm tư tình cảm nào ở trong cái vấn đề chiều cao của bạn này hay không. Thì bây giờ hai bạn đứng gần với nhau, nắm tay nhau, ôm nhau một cái để coi là cái cảm giác của mình nó như thế nào. Rồi chúng ta đi đến quyết định nha. Thì rồi nhìn tôi làm chi, trời ơi trời. Ôm nhau một cái. Đó, dễ thương lắm luôn. Ôm nhau hai cái. Chị thích vậy đó. Còn không biết là em có thích hay không thì chị không biết. Nói chung tôi coi phim Hàn rồi tôi thích. Nói về cảm xúc của hai bạn hiện tại như thế nào và có mong muốn cái người kia cho cái nhau cái cơ hội hay không. Đó, tự nói chuyện với nhau. Nhìn mặt nhau, đứng đối diện với nhau, cầm tay nhau, coi cái bàn tay này có phải là cái bàn tay mà mình đã đi tìm hay không, mình đang đi tìm hay không. Nắm tay nhau. Thì em với anh đến với chương trình này cũng là một cái duyên rồi. Em mong là sau chương trình hai đứa sẽ cùng ra về. Thì anh cũng tới chương trình này á, thì thứ nhất anh thấy em rất là hợp tính, cũng rất là dễ thương. Thì anh cũng mong mình cũng có thời gian tìm hiểu nhau. Nếu mà mình hợp nhau thì mình đi đến cái bước xa hơn. Hay quá. Rồi chúng ta quay về chỗ và bấm nút. Nãy giờ chúng ta đã trao đổi, giao lưu với nhau. Mình có thể vui. Ai vậy? Rồi xong.
Chưa nói gì bấm luôn rồi. Chốt là được rồi, được khỏi. Chốt hả dạ, luôn. Rồi. Khỏi nói nữa, chốt. Nắm tay. Lên này. Chúc mừng. Đó là nắm tay luôn. Trời ơi, tôi thấy cái cặp này đẹp quá, tôi thích tụi quá. Tụi trẻ à. Nó quyết định nhanh lắm, nắm tay nhau đi. Của tôi đó. Bây giờ chính thức ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ nhà gái đang theo dõi chương trình. Em trai có thể thưa hai bác, thưa gia đình, tụi con xin phép tụi con tìm hiểu nhau rồi nếu được tụi con sẽ gì đó hứa với gia đình đi. Dạ thưa nha, bác trai bác gái. Hôm nay con tới chương trình thì thứ nhất thì cũng quen được bạn Nga, cũng rất là dễ thương, biết quan tâm chăm sóc gia đình, với lại cũng có công việc ổn định thì con cảm thấy rất là vui. Con cũng xin chào hai bác. Hôm nay con đến chương trình và gặp anh gì? Anh Tường. Dạ. Đẹp trai, cao, chỉnh chạc. Con hy vọng là con cùng anh sẽ có một happy ending nữa. Bây giờ chúng ta sẽ gửi những phần quà dành cho hai bạn nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén nhãn hàng Am. Thích ai mà kiểu quá nói nhiều. Nhiều dạ, chuyện đúng rồi, quá nhiều chuyện. Quá nhiều chuyện. Em muốn là một người mà kiểu là trong lòng phải là bây giờ đang hướng đi là hướng đi về cái bình an trong người, đừng có quá ham chơi. Dạ. Ham tiền được không? Ham tiền hả? Thì cái đó thì hai người ở cùng nhau ham tiền để phát triển cùng với nhau thì cũng được. Rồi xong sau đó lấy tiền đó đi từ thiện hay giúp đỡ, thì cái đó là nếu em thấy cái chị đó ham tiền này nọ thì em sẽ làm sao cho thế nào mà lấy cái tiền đó để giúp đỡ và từ thiện. Em lấy tiền em giúp đỡ đi, tiền cô cất kỹ lắm. Nếu làm vợ chồng này nọ thì mấy người Việt Nam thì hay gọn tiền cùng với nhau á. Tốt quá. Dạ. Rồi. Còn bạn gái bên mình... kia. Dạ. Em chắc cũng giống bên kia, em cũng được hai mối tình. Một mối tình là ở thời đại học cũng khoảng 5-6 tháng. Một mối tình cũng gần đây khoảng hồi năm ngoái và cũng 5-6 tháng luôn. Lý do sao chia tay, quen ngắn ngắn không vậy? Em cũng không biết sao em ngắn nữa, nhưng mà nó không có bền được. Với lại cái lần đầu tiên của thời đại học thì là cái bạn đó gia trưởng quá. Mà thôi lúc đó cũng còn trẻ quá, mình bỏ qua đi. Cái dạ. Mối sau này nè, tại sao cũng không được? Dạ, cái mối sau là chắc là nho nhậu quá chị. Ai nhậu? Cái bạn đó nhậu nhiều quá. Em hỏi coi, anh Vinh biết nhậu dạ, không? Dạ, cái anh bên kia anh có nhậu nhiều không ạ? Dạ, thì anh bên đây thì anh không có thích nhậu xíu nào hết. Anh cũng... Vậy anh nhậu được không anh? Dạ, anh nhậu thì anh... Nhậu thì anh không muốn nhậu nên anh không có muốn biết là anh nhậu được hay không. Có nghĩa là không biết nhậu, dạ, được không? Dạ được, trời ơi, quá rồi. Tốt rồi chị. Quá tốt, còn dạ. Bây giờ cho nên là nhậu quá cho nên là chia tay. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Em muốn bạn trai đó là chung thủy và tính cách thì cởi mở một chút. Vì gia đình em hơi đông á, nên là nếu mà không cởi mở là chắc vô gia đình em chắc khớp luôn. Khó giao tiếp ha. Dạ. Và anh đó anh sao? Tự lập được á anh. Dạ. Anh thì... Tại vì em giống như là em có thói quen chia sẻ công việc. Khi mà ở nhà mà làm một để một mình em làm thì em làm biến làm lắm. Còn mà giống như có người làm chung á thì làm xuyên. À. Nên là chắc cũng cái anh đó thì đừng có gia trưởng. Không dạ. Anh không có gia trưởng đâu em. Anh này theo anh không có gia trưởng đâu. Dạ. Ta sống nước ngoài mà gia trưởng gì. Ủa bạn trai em dạ. Có biết làm công việc nhà rồi chia sẻ với vợ trong công việc ở gia đình không? Dạ em thì em ở Pháp á, em thì sống hồi nhỏ thì sống với bố, và xong sau đó và bắt đầu 18 tuổi là em sống ra ngoài sống, xong phải nếu mà không có biết làm việc nhà hay là nếu không biết nấu ăn á là mình ở bên nước ngoài là mình chết thôi nên rồi cái đó yên tâm không chị hỏi dạ. Thêm thôi chứ chị biết chắc chắn mà dạ. Nước ngoài là làm hết đàn ông gì như nhau dạ. Rồi yên tâm cái mảng đó ha dạ, có cái điều gì mà em có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Ngoại hình. Ngoại hình thì không, em cao 1m7 trở lên. Vì em hơi lùn nên là em thích những người cao cao.
không mập, không ốm là bình thường là được. Rồi. Và em được cái là ấn tượng với những người nào mà đầu đinh lắm. À. Em, dạ, em được đặc biệt là em thích... Đầu đinh? Đầu đinh. Tại nhìn khuôn mặt nó giống như là... Nó thể hiện hết khuôn mặt rồi á. À. Nên là nhìn sáng lắm. Nhưng với lại thích những người mà hay cười. À. Bên đây hay cười nhưng mà đầu chưa đinh. Ừ. Về chú keo sẽ đinh. Đầu hồi xưa đinh bây giờ là khác rồi. À. Đinh dễ mà, xuống muốn đầu láng mới khó. Như đầu đinh thì người ta có tóc thì chỉ cần đi đầu đinh là nó dễ thôi. Dạ. Chị thấy là không có tóc mới sáng á. Đầu đinh đâu sáng bằng đầu hói không? Dạ sáng khuôn mặt thôi chị, còn sáng cái đó chứ không cần đâu chị. Nói giỡn thôi. Rồi bây giờ bạn trai mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ một người lý tưởng của em là một người quan trọng gia đình, một người phải vậy kiểu hồi nãy em nói là phải có theo dõi cái đam mê trong cuộc đời và có một cái gì đó mà làm mình tiến lên tại vì em á là cũng là một người kiểu suy nghĩ tích cực lắm nên là em muốn có một người đó cũng tích cực theo em để vượt qua cái cuộc đời này. Rồi hay lắm. Muốn về, một người có khát vọng ha. Dạ. Về cái ngoại hình thì em muốn mẫu người con gái như thế nào? Dạ thì ngoại hình thì em không có đòi hỏi nhiều đâu, em chỉ cần một phụ nữ mà hơn 1m58 là được rồi. Và khoảng thì cơ thể thì ngoài thì như vậy thôi. Như vậy là sao? Như vậy là cho nó kiểu tại em là người Pháp nên em thích cái gì mà cho nó đẹp nó sao. Em nó sao đẹp? Theo em nó sao đẹp á là kiểu là ở Việt Nam họ họ nói là ba vòng đẹp thôi. Ba vòng đẹp. Ba vòng là phải có điện nữa mà. À. Dạ. Xong vòng 1 thì ba mẹ đã cho rồi, vòng 2 thì vòng 3 thì em biết là cái đó là thay đổi được. À. Và cái đó thì nếu mà bạn đó có vòng 2 hay vòng 3 mà không có vừa lòng thì cũng đi tập theo với tập thể thao với em cũng được. Tại em cũng rất đam mê thể thao. Vậy là quan trọng vòng 1 không có thay đổi được đúng không? Còn hai vòng kia thay đổi được ha? Dạ và mợ, dạ. Trời ơi, đến ai nói ta. Em vậy? Giờ vòng nào cũng thay đổi được hết á. Dạ, dạ, dạ em. Dạ. Gái có cái lúm đồng tiền rất là dễ thương nha. Vậy hả? Khuôn mặt nó tròn không? À, nãy giờ em cảm nhận anh trai bên này như thế nào? Dạ, anh đó cũng cởi mở, cũng vui vẻ. Và em thấy những tiêu chí của ảnh thì em cũng được khoảng 80-90 gì đó. Rồi quá rồi. Nhưng mà được cái là em hiền hay không thì em cũng không biết nữa. Tùy tâm trạng lắm anh. Dạ. Hát cũng tùy tâm trạng mà, dạ. Mà hiền hay không cũng tùy tâm trạng nữa. Dạ, nếu mà bữa đó mà bực bội mà làm sao mà có thể nào mà không giữ được ạ. Bực bội là hung dữ đúng không? Em không giống như là sẽ khó kiềm chế tâm trạng của mình lúc đó. Nên là thái độ của mình sẽ chắc cũng không được hiền đâu. Trời ơi. Cái gì nó sẽ quyết định được cái tâm trạng của em? Dạ giống như là hoàn cảnh xung quanh hoặc là công việc, áp lực công việc. Em tại vì lo công việc của em ổn định rồi nhưng mà có điều áp lực nó cũng khá lớn. Vì áp lực dư luận rồi nhiều thứ. Nên là cũng hơi khó. Khi giống như là lúc có tiền thì vui, không có tiền thì buồn đúng không? Ủa cái này là sao anh biết hay à? Cái tâm lý nhiều người vậy mà. Ai cũng vậy mà. Dạ. Buồn quăng tiền vô cái vui liền à. Em có vậy không? Không, tiền em tự kiếm em vui lắm chị. Còn tiền mà người ta tự quăng vô em á, chưa chắc là em lấy đâu. Trời ơi, tao quăng chị em lấy quăng hết á. Tiền như thế nào trong cuộc sống? Tức là tiền mà giống như là tự bản thân mình kiếm ra thì em rất là vui và trân trọng nó. Còn tiền mà giống như từ trên trời rơi xuống á, em sợ lắm. Cái đó bắt bỏ tù luôn á. Em có xếp rồi em ủi nó này kia không? Dạ không, tiền bây giờ ủi là chắc nó quéo luôn anh. Là chắc em được cái là em đếm và em xếp thôi. Xếp hình Bác Hồ á. À dạ. Dạ, em có sở thích là đếm tiền. À, dạ. Dạ, em từ nhỏ là em có sở thích là thích tiền rồi. Mà giống như là hồi nhỏ mà mẹ em nói á, là lúc em mà thôi nôi á, là có một cái mâm đồ gì đó để em bóc á, thì em bóc cây bút với lại tiền và cầm tiền không thả ra luôn, ngủ luôn mà vẫn cầm. Và tới giờ thì... Rồi giờ tiền em cất ở đâu? Em cất nhiều chỗ lắm chị. Người ta thường nói là thỏ khôn mà có ba hang á. Còn em thì là em không tính là em khôn lắm nhưng mà điều em cất tiền nhiều chỗ. Có nhớ hết không? Có nào cất xong rồi quên luôn chỗ đó không?
chắc không đâu, tại vì em cất mà chỗ nào em thấy được. Mấy nên là mà... để em còn đếm được á chị. Chắc còn ngày đâu? Nào cũng đếm tiền em hả? Chắc không đến độ mỗi ngày đâu anh, chừng 2 ngày một lần. Thôi. Này giống Minh Nhí à. Minh Nhí ủi tiền láng hoa nữa không? Xếp lên rồi chụp hình rồi giữ cất này. Ông em không chụp hình đâu, chụp hình để người ta thấy mình nhiều tiền kỳ lắm anh. Thôi được rồi, cô bên đây hơi thích tiền. Nhưng mà tình giữa tình với tiền em chọn nào? À, nếu mà giữa tình và tiền á thì để coi tình đó tình sâu hay tình cạn đó anh. Còn nếu mà công việc á thì công việc mới có tiền được, nên là chắc em chọn công việc. Còn tình đó thì nếu mà yêu nhau thì lúc đó rồi tình tiền chắc đi chung. Phải có tình phải có tiền. Mà nói có nói tiền, chứ cô không bao giờ quên tiền đâu anh ơi. Anh đừng có gài cho cô nói tình không có đâu. Rồi bây giờ qua coi anh chàng bên này nha. Dạ. Hello em. Chào chị. Rồi dễ thương quá ha. Dạ, style màu đen dữ. Dạ cảm ơn. À rồi bây giờ là mình tìm bạn gái, nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì cái đó thì cũng là tùy về hai bên. Tại vì em thì cũng là muốn tìm một người nào mà kiểu mà tại vì em không có muốn làm lựa chọn quá nhanh, tại vì biết là một người mà mình mà lấy á, là sẽ lấy rất lâu dài lấy. Đúng để rồi. Tại vì em không có muốn làm giống như mấy nước ngoài mà kiểu là lấy rồi xong sau đó 2-3 năm sau chia tay, nên em phải là kiểu tìm hiểu rồi xong sau đó coi cái hướng đi của hai người nó như thế nào, xong nếu mà đi cùng được á, và hay là support cùng là ủng hộ cùng với nhau được á, và có cái hướng đi xa cùng được thì em sẽ lấy. Rồi cái điều gì mà em không thích ở cái người bạn gái? Dạ em là một người mà em không có thích á, tại vì em chắc là em nghĩ là một người mà cái gì cũng kể, cái gì cũng nói này nọ. Em là một người không có thích ai mà kiểu quá nói nhiều. Nhiều dạ, chuyện đúng rồi, quá nhiều chuyện. Em muốn là một người mà kiểu là trong lòng phải là, và bây giờ đang hướng đi là hướng đi về cái bình an trong người, đừng có quá ham chơi. Dạ. Ham tiền được không? Ham tiền hả? Thì cái đó thì hai người cùng nhau ham tiền để kiểu để phát triển cùng với nhau thì cũng được. Rồi xong sau đó lấy tiền đó đi từ thiện hay giúp đỡ, thì cái đó là nếu em thấy cái chị đó ham tiền này nọ thì em sẽ làm sao cho thế nào mà lấy cái tiền đó để giúp đỡ và từ thiện. Em lấy tiền em giúp đỡ đi, tiền cô cất kỹ lắm. Không mà nếu làm vợ chồng này nọ thì mấy người Việt Nam thì hay gom tiền cùng với nhau á. Tốt với nhau quá. Dạ. Bây giờ nếu như lấy nhau á thì là em sẽ để vợ em ở đây hay là đem qua bên kia? Dạ không, cái đó thì cũng chưa biết nữa, tại vì vợ bình thường thì ở Việt Nam thì hay theo chồng đi đâu thì vợ đi đấy. Em thì em đang cũng định ở Việt Nam. Mà cái đó thì về cái công việc của em và cái tại em muốn lập nghiệp ở đây, muốn khởi nghiệp ở đây. Trời ơi, vậy là tốt rồi. Dạ. Đây là cái cũng rất là đáng quý, bởi vì những người đi nước ngoài ta hay muốn lập nghiệp ở nước ngoài. Dạ. Còn bạn đi 20 mấy năm rồi, dạ, bạn lại muốn lập nghiệp Việt Nam. Điều này dạ, thật là đáng quý. Dạ, cảm ơn bạn về tình cảm đối với Việt Nam. Dạ. Rồi, hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với ba và mẹ em ạ. À, có ba mẹ nữa hả? Cho dạ, chị gặp ba mẹ em ạ. Dạ. Dạ, chào chú ạ, à, chào cô ạ. À. Cầm cái micro giùm các tường ạ. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và chào hai đứa và quý vị khán giả trong khán phòng hôm nay. Xin phép được trả lời là tôi là ba của Trúc Đào. Dạ. Ngồi kế bên tôi là mẹ của Trúc Đào. Dạ. Hôm nay là chú nhìn thấy cặp đôi trên sân khấu, bằng muốn hẹn hò này như thế nào ạ? Thì mới lần đầu tiên gặp nhau thì thấy hai bên, hai cháu nó cũng cởi mở, cũng vui vẻ. Và để sau này là để cho tiến tới nữa hay sao là do hai đứa hay hoặc Quyền Linh với Cát Tường tính, chứ giờ mới gặp lần đầu tiên thì cũng chưa có nhận xét rõ lắm. Nhưng mà thấy hai cháu nó hợp không? Thấy về tính cách, về nãy giờ nói chuyện hai cháu thấy, có hợp theo như mặt làm cha thì thấy hai cái tính cách của nó mới gặp lần đầu tiên thì cũng có 50% cũng có hợp hợp, có đôi lúc cái ngôn ngữ và cái tiếng với nhau cũng chưa có gọi là
quen thuộc quá, hay gần lần đầu, lần đầu tiên á cũng chưa có hiểu quá, thành ra có nhiều cái nó hơi bị trên. Dạ, nhưng mà cô chú có yêu cầu gì để mà chọn một chàng rể tương lai không? Thì nói chung bậc làm cha làm mẹ thì cũng không có yêu cầu gì hơn, miễn sao cho hai cháu nó được trăm năm hạnh phúc là đủ rồi. Dạ. Cái đó là dạ. Bậc làm cha là chỉ nguyện như vậy thôi. Không, mẹ? Dạ. Chào chị Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Là mẹ của Trúc Đào. Mà tôi thấy bé trai bên đây thì thấy cũng được, thì con coi nếu mà hợp ý con thì con bấm nút chọn đi rồi tìm hiểu thêm, chứ mẹ thấy thì cũng cỡ mở cũng được. Dạ, cũng được. Dạ, ha. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn gia đình. Tài đi với ai Tài? Dạ em đi với mẹ yêu thương của em. À có mẹ Đào hả? Dạ. Rồi, xin chào cô. Dạ, xin chào Cát Tường. Dạ chào cô. Xin chào Nguyễn Linh. Dạ chào cô. Dạ chào quý vị khán giả. Dạ. Tôi là mẹ của Chí Tài. Dạ. Chí Tài tuy sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng mà rất là tình cảm, người hiền lành, thật thà và rất là vui vẻ với mọi người, và đặc biệt là có cái tâm rất là tâm từ thiện. Dạ. Dạ. Mặc dù cháu thì không có nhiều về tiền bạc, nhưng mà cái tâm từ thiện nhất là về nhất là khi mà gặp người già là cháu rất là quý. Dạ. Dạ. Thì tôi thấy cháu gái ở đây thì cũng rất là dễ thương. Chào con. Dạ, cảm ơn. Thứ nhất là cháu theo đạo Phật, mà gia đình tôi thì thuần về đạo Phật. Dạ. Hay đi chùa và hay đi là tham gia những chuyến từ thiện, công tác xã hội với chùa. Thành ra không biết là cháu có phiền gì hay không. Dạ chắc con không phiền đâu cô, tại vì con cũng thích đi chùa lắm, con cũng thích đi làm từ thiện nữa, mà tại vì con không có điều kiện thôi cô. Có nè, mai mốt đi với anh nè. Dạ. Mang làm từ thiện qua đây. Dạ. Tạo mọi điều kiện. Cái đó thì mình từ thiện thì tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người. Dạ. Thì mình có tâm là tốt rồi. Bây giờ thì đến với chương trình hôm nay thì tôi thấy bạn gái bên đây thì cũng thật là dễ thương. Thì đến được chương trình thì cũng là duyên của hai đứa. Thì tôi mong là hai đứa hãy cho nhau một cơ hội và phải tìm đến một cái cảm xúc thật sự của mình để mình tiến xa hơn. Tôi xin cảm ơn chương trình. Dạ. Xin hết ạ. Dạ, cảm ơn cô. Thôi bây giờ chúng ta đến giờ phút gặp mặt nhau nha. Dạ. Thấy trong lòng thế nào rồi? Thấy dạ, nôn nao không? Thì giống y chang hồi nãy thôi, nôn nao. À nôn nao. Nôn nao và hơi gung ga xíu thôi. Ừ, rồi. Rồi bây gặp giờ... cô gái ấy sẽ hát dạ, cho bạn nghe nha. Okay. Xong bạn hát cho cô gái nghe. Okay. Để cảm nhận về nhau nha. Kéo rào. Đấy. Bắt đầu. Dạ, chào anh. Dạ. Ok. Dạ. Dạ, hoa gì vậy em? Cái này là hoa hồi nãy mẹ nói mình là hoa. Dạ. Sống đời. Rồi, em cũng có món quà em tặng anh đó. Đẹp quá. Dạ. Là biết cái này. Dạ đúng quá. Rồi. Hai người tặng chắc quà có ý nghĩa quá ha. Anh về anh chỉnh lại theo giờ của anh nha. Okay. Dạ, em cũng không biết được. Dạ. Rồi được rồi đó, hai bạn nói chuyện đi. Để dạ, cho cho em mời anh mời em hát trước đó hay không? Hồi nãy dạ, hồi nãy em cũng có nói là em có thích hát á, bây giờ thì em định hát cho mọi người nghe luôn. Dạ, là nghe. Chắc được khúc thôi, em không em nghĩ là em hát hết chắc hết giờ. Chủ yếu hát cho bạn trai nghe đó. Dạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam, ngày chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Hay quá. Hay lắm. À, chị giới thiệu với bạn trai luôn. Dạ. Là dạ, cái đồng hồ đó đó. Dạ. Là bạn gái tự thêu nha. Thì hả? Dạ. Tuyệt vời quá vậy. Dạ, chắc nó nghĩ gì vậy? Em đọc giùm anh đi. Đó, em đọc đi. Nó nghĩ gì vậy? Dạ, thì... tại em không biết đâu.
cái này là ngôn ngữ thế giới ai cũng biết hết anh. Đấy hả? Dạ, nhìn thấy trái tim là biết rồi. À, dạ. Okay. Cài hàng người ta nữa ha. Vậy cho cho anh hát lại nha, cho anh hát. Dạ. Từ từ mình mời mình. Cái này tại vì lời Việt Nam nên là lâu quên. Anh ba yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay, hai ta sẽ quen nhau rồi. Mình cùng chung lời, nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng. Dành chọn con tim nguyện trao đến em xin hát. Dễ thương quá. Dạ. Rồi hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào sau khi mà kéo cái rèm ra? Dạ thì mình bây giờ chỉ có vài phút thôi để cảm nhận lần đầu tiên nên không có quá nhiều, mà em anh thấy em rất dễ thương. Dạ, dễ thương anh. Có giọng hát Cà Mau rất tuyệt vời. Tại vì anh hiện bữa giờ anh về Việt Nam á, anh cũng hay đi về miền Tây, xong anh thấy mấy phụ nữ miền Tây cũng rất dễ thương. Và dạ. Và anh thấy chắc là lý do tại vì họ ăn trái cây nhiều, hay là họ ở đó xong ở gần cái môi trường mà làm cho họ ăn mấy đồ bổ. Tại anh rất thích ăn mà mấy đồ kiểu trái cây lắm. Về Việt Nam từ bữa giờ á, anh ăn trái cây rất nhiều. Dạ, anh ăn nên... nhiều nhất là món gì vậy? Dạ, anh ăn hôm bữa giờ ăn bơ. Phiền vấn đề đó không? À, dạ không sao ạ, miễn là có về nhà là được ạ. Dạ. Dạ. Anh chắc chắn là phải về, đi đâu thì đi chứ chắc chắn là phải về nhà rồi. Dạ, thì anh có về thì em sẽ chờ thôi. Cảm ơn ạ. Dạ. À, anh có biết nhậu không ha? Nhậu hả? Nhậu thì biết, con trai xây dựng anh có biết nhậu hết á, quan trọng là nhậu liều lượng thế nào thôi. À, anh thì anh chị, anh là anh không thích nhậu, nhưng mà cũng nhậu lúc cũng phải giao du, cũng phải bắt buộc phải nhậu. Nhưng mà nhậu thì ít thôi, hai chai là dừng rồi. À, hai chai không là uống, dừng. Đúng rồi, không uống thêm nữa. Dạ. Luôn thì biết có điểm em dừng. Em phải bốn chai lần, em mới dừng. Bốn chai lần à? Dạ. Quan điểm về tình yêu hôn nhân thế nào, trao đổi với nhau đi. Quan... Em quan điểm như thế nào về tình yêu? À, đối với em thì tình yêu thì không có nói dối và không giấu giếm gì hết. À, kiểu như là một lần bất tính mà vạn lần bất tin anh. Thì nếu một lần phản bội hoặc là một lần nói dối thì cái tình cảm nó khó mà kéo dài được. Đúng rồi. Nên em mà phát hiện một lần nói dối thôi là dừng. Nhưng quan trọng là nói dối ở mức độ nào, là nói dối yêu thương thì sao? Nói dối bất cứ vấn đề nào cũng vậy ạ. Đối với em thì phải chân thật. Em sống thì em... nói chung là em không giấu gì hết và em không có nói dối. Cho nên quan điểm hôn nhân và tình yêu của em là như vậy, không nói dối. Thì em sẽ đặt được cái niềm tin của mình tuyệt đối vào người đối phương ấy. Thì anh cũng vậy thôi. Tức là anh cũng thích người là... Tức là khi yêu nhau là phải chia sẻ thành thật. Đặc biệt là khi cưới nhau về là phải chung thủy. Dạ vâng. Tức là anh không thích người mà khi mà đang yêu người này rồi mà cũng nói là yêu thương người khác. Là anh không có cái tính đó. Dạ vâng, em cũng không có tính đó. Chỉ khi nào anh chia tay, anh mới quen người khác thôi. Mới yêu người khác. Chứ còn là... Chỉ một là duy nhất là quá đủ rồi. Dạ. Quan điểm với con trai con gái thế nào hai bạn? Em thích sinh con trai hay con gái? Dạ, gái trai gì em cũng thích hết trơn. Dạ, giống anh vậy. Nói chung là con cái là lọc trời cho của nồi thì mình nhận của nó thôi. Dạ vâng, em thì cháu em có trai có gái có và đứa nào em cũng yêu quý cả. Thì trai gái không quan trọng ạ. Sau này cưới nhau tiền bạc ai giữ, phân chia thế nào? Thực ra cái đó thì em nghĩ là em giữ. Anh thì sao ạ? Thì chắc chắn là cưới nhau là về thì vợ sẽ giữ rồi. Dạ, giữ hết hay là giữ còn của đen anh? Thì anh sẽ giao thẻ ATM cho em luôn. Dạ vâng, biết đâu được anh làm thẻ thứ hai. Hiện tại thì anh đang sống ở chỗ nào của thành phố Hồ Chí Minh ạ? À? Anh đang ở quận Thủ Đức cùng với anh Tư ở nhà. Dạ, Thủ Đức thì em có chị gái như đó. Chắc là em sẽ thường xuyên xuống đó chơi. Dạ. Còn em hiện tại ở đâu? Hiện tại em sống ở Tân Phú. Tân Phú à? Dạ. Xuống đó cũng gần mà. Dạ gần, đi Phạm Văn Đồng khoảng nửa tiếng ha. Hẹn hò thế nào đó? Anh thích hẹn hò ở những nơi như thế nào ạ? Anh này thích hẹn hò thì thường là đi cà phê,
đi lâu lâu thì đi dạo công viên, anh rất thích là đi dạo công viên. Chưa đi công viên bao giờ. Dạ. Em thích đi xem phim. Cà phê thì em cũng không muốn biết uống cà phê. Nhưng mà vô đó em uống sinh tố được. Dạ thì sau chương trình em thích đi đâu? Dạ đi nhậu. Đi nhậu à? Dạ vâng. Anh không thích nhậu. Dạ em không thích nhậu nhưng mà em thích ăn mồi. Nhưng mà em rủ thì anh đi. Dạ. Ủa, anh ở ngoài đảo luôn mà. Đúng rồi, anh đảo Lý Sơn nè. Đảo Lý Sơn tỏi đó, trồng tỏi nhiều lắm á. Dạ. Tỏi Lý Sơn thương hiệu rất nổi tiếng, rất đắt luôn á. Hỏi anh có trồng tỏi không? Em cũng quê Quảng Ngãi mà anh Quyền Linh ha. À. Em ở gì Nghĩa đó hả? Em ở Tư Nghĩa. À Tư Nghĩa, tức em là ra, từ em ra... Chu Lai đi vô đó. Dạ. Em ra Lý Sơn lần nào chưa? Dạ em đi rồi. Dạ, em thấy con người cánh bạc ở đó thế nào? À, em không tiếp xúc nhiều, em chỉ đi chơi, đi ăn. Chứ em không có tiếp xúc nhiều với người dân ngoài đó. Thì em thấy cũng giống như trong đất liền thôi à. Bạn trai coi vậy chú cũng lãng mạn lắm á, biết làm thơ này kia đó. Bây giờ mình có món quà gì tặng bạn gái không em? Làm thơ tặng bạn gái đó. Thơ này thơ cũng thơ vui thôi, thơ là cũng... Dạ biết làm là được rồi. Cũng không có gì cho lắm. Rồi tặng đây, bạn đây em đọc. Lần đầu anh mới gặp em mà sao cứ ngỡ đã quen từ thế nào. Lần đầu ánh mắt trao nhau, con tim anh đã xiến sâu mất rồi. Dạ. Em ơi em biết cho rằng tình anh vẫn mãi một lòng sắt son. Bây giờ đến mãi về sau, tim anh xin chọn bóng hình em thôi. Dạ. Anh làm thơ hay mà. Rồi bạn gái có quà gì tặng mà lại bạn trai không? Dạ nếu mà anh đã làm thơ thì em xin hát. Rồi. Thì em hát bài miêu tả em thôi. Chứ không có gì xa xôi đâu. Thì em xin phép đứng lên nha. Rồi mời em. Để em ngồi em hát không nổi. Dạ khán giả nghe có gì bỏ qua nha. Mình luôn đứng lên sát lại nghe ta hát. Đứng sát sát lại vừa nhìn vừa thăm. Vừa ta nhìn là lạc giọng, sợ lạc giọng của bạn. Đứng sát sát lại chút xíu. Dạ em xin hát bài. Em hát luôn ha. Hát đi em, dạ. Hát cho bạn trai nghe nè đó. Để dạ. Bạn trai ngắm nhìn nè, đứng sát vô. Cái tệ gì nè. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bầy nồi ba chim với nước non. Răng nan mần dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hay quá. Hay quá. Rồi bây giờ chúng ta mỗi người nói một câu gì đó, rồi mình tiến hành bấm nút. Chúng ta suy nghĩ lại đi, nãy giờ mình trao đổi với nhau, mình cảm giác đối phương thế nào? Nghĩ sao thì nói như vậy ha, nói thật lòng mình thôi, mỗi người một câu, xin mời. Dạ, hy vọng là lát nữa chúng ta sẽ đi nhậu. Trai, bạn nghĩ thế nào về người đối diện? Và hiện nay con tim bạn có rung động một chút gì chưa? Cũng hơi hơi rồi anh ơi. Thôi sao nói với cổ đi. Nhìn em anh thấy sao đó, rồi trái tim anh sao đó, anh muốn gì đó nói đi. Nói chung là đến với chương trình cũng là một cái duyên. Cho nên anh nghĩ là chúng ta nên trao cho nhau cơ hội. Câu này dễ quá, ai cũng nói được hết. Quan trọng là em hãy nói những cái suy nghĩ thật lòng trong mình nè. Em thấy cô ấy như thế nào? Trái tim mình có rung động gì chưa? Và em mong muốn điều gì với cổ? Em thấy bạn gái thì rất là lanh, chanh nhạn hạt bát, cũng dễ thương. Em thích không? Hai hai rồi anh ơi. Em mong muốn điều gì với cô ấy? Thì em mong là bạn sẽ bấm nút hẹn hò, sau này thì có thời gian tìm hiểu tiếp. Lỡ em không bấm thì sao anh? Lát anh đi nhậu với em không? Không bấm thì nếu em mời thì anh chắc chắn sẽ đi. Em không mời đâu. Nếu vậy thì sao? Anh mời chứ. Mà nếu đã là không bấm thì làm sao mà mời được. Nếu cô gái không bấm thì bạn có bấm không? Không, em thì em bấm đó. Bạn ấy nói không bấm, bạn có bấm không? Em bấm. Rồi xong. Rồi đặt tay vào nút bấm đi bạn. Đây đây, đây. Bạn lĩnh là ông như vậy đó. Chứ nhiều anh nói nhìn nhìn thôi, cô có bấm không, cô không bấm tôi không bấm. À đây ạ.
Rồi mình suy nghĩ sau, mình cứ làm như vậy nha. Bấm theo trái tim của mình, bấm theo con tim mách bảo nha. Rung động thì mới bấm, còn không rung động thì không bấm. Không phải bấm để đi nhậu nha. À, rồi. Tôi chưa có đếm mà, vậy có hợp lệ không? Ủa chưa có đếm gì hết trơn rồi có hợp lệ không vậy? Rồi. Ham nhậu lắm rồi hả cưng? Dạ. Nắm tay đi nào. Nắm tay nhau đi nào. Làm luôn đâu còn ai đếm nữa. Một nụ hôn đầu tiên. Xin phép bác đi nè. Bắt đầu từ giờ này cho phép tụi con hẹn hò với nhau. Con chăm sóc với bạn gì đó, nói đi. Dạ con cũng xin phép bác là sau cái chương trình này là cho phép tụi con hẹn hò với nhau. À, sẽ tìm hiểu, nếu được thì sẽ tiến đến xa hơn. Hứa gì với bác đi, bác yên tâm giao con gái cho mình đó. Em thì em không thích hứa, cũng không thích thề. Tại vì lời hứa có thể làm cho người ta buồn, lời thề có thể làm cho người ta khóc. Chỉ chân thành với nhau là đủ rồi. Được, không biết nói ghê ha. Xin bác ấy hôn bạn gái mình một cái, kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau. Dạ. Xin đi chứ. Chứ chương trình là hôn ngại lắm, chỉ xin phép là thơm tay thôi. Thơm được, đây hai bạn, tôi chưa đếm mà hai bạn bấm luôn rồi đó. Em quên mất vụ đếm. Nếu mà bạn hôn nhau thì chúng ta không có chứng minh được. Chúng ta bấm vì trái tim chúng ta. Không. Cái... Nếu chúng ta đã chấp nhận bấm thì cái chuyện hôn nhau là chuyện bình thường. Dạ, vậy để em chủ động cho ha. Thôi được. Dạ, anh muốn chủ động hay là em chủ động nè? Để anh. Có gì đâu. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Cảm ơn. Gửi tặng hai bạn, đây là một suất chụp ảnh cưới trị giá 15 triệu đồng. Đến tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa từ hệ thống cửa hàng dịch vụ áo cưới Island gửi tặng hai bạn. Yeah. Một cặp gối của nền cao su Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su.